tủi phận ăn báo cô con cháu để đến nỗi bị rỉa móc tôi bỏ nhà đi nhắm mắt đưa chân đến đâu thì đến người ta vẫn bảo một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con chưa chắc đã nuôi được một mẹ ông ạ con trai và con dâu bà có lỗi thì ít mà chúng tôi mới là người có lỗi nhiều làm lãnh đạo mà để cho dân thiếu đói là có tội sáng mai tôi đi công tác ở tam bình tôi sẽ đưa bà về tận nhà à, chiều nay ông đã đèo xe đưa tôi về đây cho ăn uống tử tế tôi không dám làm phiền ông nữa tự tôi về cũng được từ đây về đạo thắng hơn hai chục cây số bà đi bộ bao giờ mới đến nơi sáng mai tôi sẽ chở bà về đạo thắng bằng xe đạp bà thấy tôi chở bà chiều nay có giỏi không tôi không dám làm phiền ông nữa đâu <laughs> Nhà em nói đùa bác đấy Sáng mai anh ấy sẽ đưa bác về bằng ô tô Ôi, Tôi cứ ngỡ ông nói thật Nên tôi lo quá <laughs> Lâu nay tôi bận nhiều việc Nên chưa về được gia đạo Tình hình lúa má dạo này ra sao hả ba Ông tính Làm ăn bây giờ có ra cái gì đâu mà bảo Lúa má tốt được Năm nay tôi đã 62 tuổi chưa thấy thời nào mà làm ăn dối trá như bây giờ. Ấy thế mà có được thong dong đâu. Sáng ra, gả mấy gáy te te, đã trần thấp chân cao, ra làm ruộng phần trăm. Nghe kẻ hợp tác đánh, lại sắp ngửa chạy về làm để lấy điểm. Đến chậm là bị phạt. Tối lệ đội mưa đội gió, bê đèn ra sân hợp tác họp. Bình điểm, chấm điểm. Tị nạnh lẫn nhau. Cãi vã âm cả làng cực lắm ông ạ. Ừ, chán quá nhỉ. Thế xã viên không có ý kiến gì về cách làm ăn dối trá cầu thải ấy hay sao? Ôi giời, mở miệng nói. Các ông trên hợp tác bảo là quy định như vậy. Cứ thế mà làm, đừng thắc mắc. Tôi nói cho vui thôi nhé. Nếu để bà làm chủ nhiệm hợp tác và tự do điều hành công việc, không có ai thúc ép cấm đoán, thì bà sẽ cho hợp tác hoạt động như thế nào? Tôi cho mọi người đi lao động tất Chẳng phân biệt lao động phụ, lao động chính gì sật Ai làm tốt Tôi chia cho nhiều thóc Ai không làm tốt Tôi cho nhận ít thóc Khỏi tị nạnh, cãi vã nhau Ừm, làm sao bà biết được Người này lao động tốt Người kia lao động không tốt Thì như mấy ông chủ nhiệm, mấy lại mấy ông đội trưởng Đánh cảnh xong là rủ nhau đi uống rượu Chẳng thèm để ý đến ruộng đồng Thì làm gì ai biết ai làm tốt làm xấu còn với tôi á Đừng hỏng qua được mắt tôi Hàng ngày bà vẫn đánh kẻn cho xã viên đi làm Tôi đến Vẫn tập hợp ở sân hợp tác để bình điểm à ấy Cái ấy thì làm sao mà bỏ được Không đánh kẻn thì người đi trước người đi sau Làm sao mà phân công công việc được Tối đến vẫn phải họp mọi người lại Thông báo Ai làm tốt Ai làm không tốt chứ ông <laughs> bà chưa bỏ được hiệu lệnh của kẻng và bắt xã viên đêm nào cũng đến sân hợp tác để bình điểm thì tôi sẽ không bao bà làm chủ nhiệm hợp tác đâu <laughs> không đánh kẻng không bình điểm thì làm sao điều hành được hợp tác hả ông ờ à, tôi tính như thế này bà xem có được không nhé nếu tôi làm chủ nhiệm tôi sẽ tính toán công việc rồi giao cho đội sản xuất trên cơ sở đó đội trưởng đội sản xuất căn cứ vào số xã viên trong đội giao khoán cho xã viên và tùy từng công việc để tính điểm làm vậy thì việc gì phải đánh cảng việc gì phải họp hành đêm hôm để bình điểm bà thấy tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã như thế có được không ôi làm được như ông thì còn có gì để mà nói nữa nhưng mà khó lắm ông ạ à. khó như thế nào làm thế là vi phạm điều lệ quy định thấp cổ bé họng như chúng tôi chẳng dám làm sai đâu mà rồi các ông chủ nhiệm cũng chẳng muốn mua cái bận vào người đánh kẻng ngồi uống rượu mà vẫn nhiều điểm hơn xã viên đi làm ngoài đồng dại gì mà thay đổi vừa vất vả vừa thiệt thòi ông ạ ừ. khó quá bà nhỉ vâng khó lắm ông ạ <laughs> Hôm nay anh lại đến muộn 10 phút nhá. Hôm nay nhà có khách. Ai thế hả anh? À, chiều nay ấy, tớ đạp xe xuống tổ dân phố số 6 xem tình hình chuẩn bị phòng không ở dưới đó thế nào. Thì gặp ngay một bà cụ ở thôn Gia Đạo vì giận con dâu nên bỏ đi ăn xin. Tớ đưa bà ấy về nhà mời cơm, nói nhiều chuyện vui đáo để. Có cả bà thương nên mới lâu như thế. <laughs> thế mà anh không gọi em. Quên. tớ thử thăm dò ý tứ của bà ấy về cung cách làm ăn của hợp tác xã xem sao cũng là một cách để đi thực tế đấy cậu ạ tiếc nhỉ thế mà em không được dự hôm nay anh có định học hay không mà chả thấy mang sách vở gì thế có lẽ hôm nay nghỉ tạm một buổi cậu ạ sáng mai chúng ta sẽ về đạo thắng xem tình hình sản xuất ở dưới đó thế nào tiện thể đưa bà quê về gia đình của bà ấy luôn tớ lên gặp cậu để xin nghỉ học và nhờ cậu cùng với cậu Hành Chuẩn bị xe cộ cho thật tốt À Cậu nhớ điện báo cho cô Chi Bí thư huyện ủy Tam Bình Chờ xe qua đón rồi xuống đạo thắng luôn Dạ vâng Còn một việc nữa nhé Cậu xúc bảo với quản lý Xuất cho 20 cân gạo và một túi mì chính Để biếu bà quê Bảo là cứ xuất đi rồi sẽ tính sau nhé Sáu rưỡi xuất phát Thôi tớ về đây Vâng À này cậu đi gặp tay chấn quản lý ngay kẻo thằng ấy là hay đi ngủ sớm lắm đấy dạ vâng ui giời học hành kiểu này không biết có giữ được chữ nào hay không tớ cũng muốn học đều lắm nhưng không hiểu sao nó lắm việc thế lúc nào cũng bầu lấy tớ như lũ nhặng ngay cả đến ngủ cũng không yên giấc nữa <laughs> anh phải sắp xếp thời gian cho nó khoa học để con nghỉ ngơi và học tập nữa chứ à, tình hình này không khéo phải bỏ học thật cậu ạ à. à hay là như thế này nhé cậu xem có được không Ừ, không nhất thiết là cứ phải tối tối cắp sách vở đến đây đâu mà bất cứ lúc nào rỗi rãi cậu dạy cho tớ ừ, cậu chỉ cần giảng cho tớ còn việc làm bài để tớ tự sắp xếp lấy <laughs> nhưng em có thấy anh rảnh rỗi lúc nào đâu nói thế chứ còn ối những lúc di chuyển từ nơi này sang nơi khác ngồi trên xe ô tô cả mấy tiếng đồng hồ liên thì không rỗi là gì ừ. ngồi trên xe mà đầu óc anh cứ để đi đâu đâu ấy làm sao mà gọi là rỗi được, được hình như tớ sinh ra vào giờ xỉu ngày xỉu tháng xỉu năm cũng xỉu hay sao ấy lúc nào cũng vất vả như châu cầy <laughs> <laughs> thôi tớ về đây à này nhớ vào tay chấn xuất gạo và mì chính nhá vâng ừ. em đi ngay đây bà đi xe không quen có mệt lắm không ôi từ hồi cha sinh mẹ đẻ Và. hôm nay mới biết ngồi ô tô là như thế nào không ạ Và. lúc xe chạy nhanh quá sợ ngã khiếp lúc nhìn xuống đường thấy người ta đi bộ sợ không tránh kịp ô tô cán phải thì khốn <laughs> gớm bí thư tỉnh ủy về đến đây không chịu nghỉ ngơi ít phút để vào huyện ủy uống nước hay sao hay là chê nước chè tam bình nước thì chê nhưng hôm nay không mang theo cơm nắm như mọi bận nhớ báo cho ba suất cơm chưa bếp bàn thế nào báo đúng như thế nếu làm thêm tôi trả lại đừng bảo là bí thư tỉnh ủy cứng nhắc đấy nhá <laughs> bí thư không phải lo hôm trước em lên họp anh chị mời em cơm trưa. hôm nay em mời lại em thì chỉ có một mà đoàn bí thư thì có những ba người <laughs> coi như là em lỗ đấy nhá thôi lên xe đi cứ cả kê mãi hết giờ rồi em chào chị ạ chào bà cháu ở dưới này không biết có bà ngồi trên này thế bà đây là đây là bác quê ở thôn gia đạo lên tỉnh ủy kiện bí thư huyện ủy lãnh đạo thế nào để dân thiếu đói phải đi ăn xin đấy ra tòa thế nào em cũng khai bí thư tỉnh ủy có liên quan đến việc này Đối đáp thì lần nào tôi cũng thua cô Lần trước bí thư chẳng thừa nhận Thua con gái kẻ đội là gì Thế bí thư vừa bảo Bác đây là người thôn gia đạo phải không ạ Đúng đấy Chiều qua gặp bái đi ăn xin Nên đưa về nhà Hôm nay trả về gia đình Ồ thế thì đúng bác đi rồi Tuần trước có người ở thôn gia đạo Lên nhờ công an huyện Tìm một cụ già gần 60 tuổi Đi thăm con gái bị lạc chưa về Đuổi mẹ ra khỏi nhà Lại còn báo mẹ bị lạc Còn bị cái không ạ tôi tự bỏ đi chứ các cháu nó có đuổi đâu ạ sao bác lại bỏ nhà đi ăn xin tôi giận con dâu cô ạ giận thì mắng té tát một trận chứ việc gì phải bỏ nhà đi nhỡ có chuyện gì thì sao mà tôi cũng lần thận thật rồi cô ạ khổ thân con tôi <cười> <cười> triển khai nghị quyết của tỉnh ủy về phòng không đến đâu rồi? Dạ, huyện ủy đã triệu tập bí thư đảng ủy các xã và cán bộ đầu ngành ở cơ quan huyện truyền đạt tinh thần nghị quyết. Ủy ban huyện cũng đã làm một bản hướng dẫn cụ thể phát cho mọi người để theo đó mà thực hiện. Nhưng vừa qua vướng phải công việc tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ chiêm nên các xã chưa triển khai được. Vụ chiêm xuân còn cả tháng nữa mới gặt Liệu giặc Mỹ có chờ gặt xong mới đánh không Phải rút một lực lượng ra Để đào hầm hố chứ Tam Bình là huyện Nằm dọc đầu mối giao thông cả đường sắt lẫn đường bộ Chủ quan quá <laughs> Em xin nhận khuyết điểm ạ à. Em xin nhận khuyết điểm Thế là xong ạ à? Thế bí thư bảo em phải nói sao <laughs> Báo về nhà Để mọi người trưa nay mổ gà Nộp phạt thế là xong <laughs> Mổ gà thì phải làm công văn xin ý kiến bí thư chứ tự động mổ à cô mà chết à cô mổ gà chỉ sướng tay đô và tay hành thôi tôi đau dạ dày không ăn được <laughs> em chưa nghe ai nói đau dạ dày lại không ăn được thịt gà cả tớ là trường hợp đặc biệt <laughs>